Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở Đà Nẵng, Việt Nam. Hôm nay chúng tôi đưa quý vị tới một cái chỗ nhà hàng hải sản nằm ở Đà Nẵng. Cái nhà hàng này nằm ở cái góc đường Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Văn Thoại. Đây có tổng hầm 2.2 triệu ký. Cái nhà hàng này cũng nằm trực mặt cái bãi biển ở Đà Nẵng, cái bãi biển Mỹ Khê đó quý vị. Thì tối nay thì gió rất là mát. Này đi chơi nóng nực rồi ghé tham quan cái nhà hàng, coi có bán gì, rồi có dùng gì được không. Mời quý vị đi theo để xem ha. Thì ở đây cái nhà hàng này nó bán hải sản rất là nhiều. Tôi thấy là ở đây là thiệt là nó để nhiều trầu có nhiều lắm. Tôm này, tôm hùm này. Wow. Tôm hùm này chắc của châu Á. Việt Nam mà hay sao. Tôm hùm bông. Ồ, quá nhiều lắm. Sò điệp phải không? Sò điệp này là sò điệp đó. Tu hai nhá, lòng tu hai đéo quý vị. Tôi thì mấy cái video này nó dở lắm, không có biết mấy con, chỉ biết vài con thôi. Tôm cua cả sớ sớ thôi, còn những cái con gì đặc biệt thì cũng không biết nữa. Tôm là tôm này thì tôm hùm này, tôm hầm đông ốc 3.5 triệu ký đó. Này cũng là tôm hầm này cũng 3.5 triệu. Cua này thì 4.9 triệu. Nó chắc cua là bên kia, này là tôm hầm chứ. Cua chắc con cua này này, con mà hay là cua này, cua này hay cua kia. Con gì đấy, con đoạn thấy nó là đây cũng có tôm hầm này. Thì nó chống là rất nhiều loài tôm hầm. Ồ, tôm này tôm gì đấy nữa, tôm hầm xanh sáng nhỏ ấy. Cái con này to nè, cái con có bự à. Con này vui quá, họ bỏ trong cái bịch nước đó kìa. Cua Cà Mau. Có này, cua nè, cua gì? Cua Cà Mau nè. Trong Cà Mau á, đem ra. Bao nhiêu? À, 1.5 triệu hả? Sò này, sò điệp ở đây nè. Bên này thì có hàu nè. Tu khai ở đây thì quý vị cũng thấy rồi, rất là nhiều, tha hồ mà chọn lựa. Quý vị muốn ăn cái loại nào thì bố đây nó rất là nhiều. Cá cũng có này, cũng nhiều nè. Mua vài con ăn được. Đây cả nhãn bông, bên này thì cả ép. Không biết con nào là con nào nữa, bởi lộn xộn với nhau. Tôm gì đây, tôm xanh hả? À? Tôm gì, tôm càng xanh. Ồ, lần này nói trọng rồi, 1.2 triệu. Lần này thì con gì liệt vậy, cá chân suối lồn nữa. Không biết là tôi nói bầy hoài à, cá mũ sao xanh. Ô, con này con cá mũ nữa, cá mũ sao nhỏ đó.
Thôi mày con cá mú nó bự lắm mà. Ô có mực mà cộng nuôi hả? Chưa thấy mực mà nuôi mà sống như vậy, mực tươi mà đi biển vô thì thấy rồi, chứ còn mực nuôi trong chậu mà chưa thấy, còn là con gì đấy. Con này thì hơi lạ thiệt á, chưa có thấy quá luôn kỳ phi ơi. Con này nữa cũng chưa có thấy quá luôn, lần đầu tiên mà thấy cả đục đá. Không biết là cái này ở tỉnh nào nhập tới mà tôi chưa có thấy mấy con này quá. Con này thì còn thấy rồi nè, thấy rồi ăn rồi. Đây là cái nhà hàng thì nó nằm ở đây, thì ở đây thì khách cũng có khách đây. Đi lên vì mà đi lên trên lầu á, thì nhìn xuống thì cái cảnh nó nhìn xuống thì nó đẹp hơn. Ở trên này á, thì nó rộng hơn ở phía dưới. Ngồi ở gần cái cửa sổ này, cái chỗ này bên lề này á, thì quý vị có thể nhìn ra ngoài cái đường á, nhìn xuống thấy cái cảnh nó cũng thoải mái. Cái nhà hàng này nó cộng rộng lắm, có rất là nhiều bàn. Rồi dưới kia cũng có xe du lịch kìa. Cái đường ngoài kia là đường Võ Nguyên Giáp, còn cái đường này là Nguyễn Văn Thoại. Còn cái biển bị khía là nằm ở bên trái trước mặt quý vị kia, đi ra đó là cái bãi biển. Thôi cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn quý vị lần sau. Thanks for watching everybody. See you guys next video. Bye bye.